bác sĩ chuyên môn cao, công nghệ kỹ thuật tiên tiến và hệ thống y tế phát triển giúp Pháp trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch thấp nhất thế giới. Với mong muốn đem đến cho bệnh nhân tim mạch phác đồ điều trị hiệu quả và triệt để hơn, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội luôn không ngừng nỗ lực áp dụng những tiến bộ y khoa của Pháp tại Việt Nam thông qua đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao người Pháp và người Việt Nam từng học tập và tu nghiệp tại Pháp. Tiến sĩ bác sĩ Alain Lê Bồng là tiến sĩ y khoa chuyên ngành tim mạch và là chuyên gia điện sinh lý được chứng nhận bởi Hiệp hội Nhịp tim châu Âu. Với thế mạnh về điện sinh lý và hơn 20 năm kinh nghiệm, bác sĩ Lê Bồng đã từng điều trị thành công nhiều ca rối loạn nhịp tim phức tạp bằng việc làm chủ các công nghệ can thiệp tiên tiến, sử dụng thiết bị hiện đại nhất. Là thành viên của Hiệp hội Tim mạch châu Âu, bác sĩ Lê Bồng luôn cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực tim mạch để đưa ra phác đồ cá thể hóa phù hợp, mang lại kết quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ Ngô Chí Hiếu, tiến sĩ nội tim mạch, được đào tạo chuyên sâu về hồi sức tim mạch tại Đại học Clermont-Ferrand, Pháp. Nguyên là trưởng khoa hồi sức tích cực tim mạch, Bệnh viện Tim Hà Nội, bác sĩ Chí Hiếu đã có 26 năm kinh nghiệm điều trị nội khoa cũng như hồi sức tim mạch, cứu sống nhiều bệnh nhân cấp cứu do bệnh lý tim mạch, đặc biệt là các bệnh lý mạch vành, bệnh van tim. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thu Thủy có thế mạnh trong chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch nhi khoa, tầm soát dị tật bẩm sinh, bệnh tim cấu trúc, các bệnh tim di truyền thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu tại Đại học Paris 6 của Pháp và kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện lớn tại Pháp. À l'hôpital franco-vietnamien de Hanoï, les patients sont traités sur les protocoles européens grâce aux dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie. Les avancées technologiques, particulièrement dans ce domaine, améliorent continuellement les taux de réussite des interventions. C'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à adapter, à améliorer en permanence nos techniques pour donner aux patients vietnamiens les mêmes chances de succès que les patients européens ou français.